Vũ xin chào cô bác đã trở lại clip mới của em. Hôm nay em còn mấy cái này phục vụ cho bà con ha. Phục quy sành thì hiện tại em còn có 3 cây bên shop hết rồi, thì khoảng nửa tháng sau nó mới về. Đó, thì nó có một cây có argo, cái argo là cái miếng này nè. Còn hai cây này không có. Đó, thì em bán cây argo nè, có argo nè 360 ngàn nha. Cái cây này không có argo 370 ngàn, và anh em gắn vô xe mình lấy argo bên mình cho đóng qua cái rồi. Cái này nó có argo á thì nó 350, bây giờ không có argo thì 340. Hàng zin trên xe rớt xuống phục quy sành. Thì anh em có thể gắn lên quy sành xe mình gì đó. Còn anh em gắn qua xe số chế cháo thì tùy hỷ huynh thôi. Xe số thì chúng ta tháo cối này ra, lấy cái cối xe số dặn vô, đừng gắn vô xe số á, đừng chở đồ á. Cái độ của nó cứng của nó là tuyệt vời, ti 10 ly. Hiện giờ còn 3 cây thôi, thì mình gắn vô xe mình này đó. Xe tay ga á. Thì từ đề thấp đến đề cao đều gắn lại được hết, xe quy sành á. Đây trong xe tháo ra cái con nó còn xanh xanh đó nè. Trong xe tháo ra thì nó có cái mã là K2C, có mã chăng ha. Còn mà cái phục quy sành thì cái phục màu đỏ đây 21 này nó sẽ cao hơn 2 phân so với phục đề thấp nè ha. À, đời này 2019 nó sẽ ngắn hơn nè. 2019 thì gắn đề cũ. Đó. Thì chúng ta muốn gắn vô xe số thì dặn cái cối này ra, dặn cái cối xe số vô là lẫm lúa. Cái cối phu chà neo á là ti 10 ly á, dặn vô lẫm lúa. Rồi nhớ nha các bác ha. Thì cái cây này là nó không có argo thì em bán 340. Cây này có argo 360, cái này không có argo 350. Rồi còn có 3 cây duy nhất thôi. Rồi cặp phuộc này. Phuộc này là phuộc Gim 110 FI của Thái Lan. Đó thì hiện tại bên em chỉ còn một cặp duy nhất thôi mà nó không có chùm cửa. Tức là hai cái cửa nó lãng tử quay đầu. Lãng tử quay đầu là hai bên nó có chiều một à. Tức là mình gắn lên xe là một bên nó quay ra bên trái và một bên nó sẽ quay qua bên phải. Cặp phuộc mới chưa sử dụng. Phuộc mới của Gim 110 FI của Thái Lan á, nhúng im lắm, ti 10 ly, xài là bao đâm luôn, ti 10 ly biết chừng nào hư. Đó. Phuộc Gim mới của Thái Lan. À, chúng ta lên super rim và tem lửa, nhưng mà đặc biệt á, là cái lỗi của nó là nó chỉ có một cửa một bên một thôi. Lãng tử quay đầu. Thì mỗi lần em bán là 1,6 triệu. Hôm nay cặp này nó bị lỗi như vậy thì một chiều á. Thì em bán cặp phục này 1,5 triệu, chưa có tiền ship nha. Cô bác mua thì còn một cặp duy nhất thôi, đứt hàng cháy hàng rồi, không còn hàng luôn. Thì 1,5 triệu nha cô bác ha, cộng ship nha. Bớt 100 ngàn. Cái vấn đề là ảnh bị không có theo chiều. Phục này lên chiếc super thì tới công chuyện luôn. Đẹp dữ dằn, chưa xài nha, bị hơi bụi thôi, tại em vô bọc á, hơi bụi, chưa có xài. Đó, chùi lâu lâu thì nó mới bóng vậy. Rồi cái kiến anh pha chân ngắn em cũng có hàng nha bà con ha, kiến anh pha chân ngắn đây. Em còn nhiều lắm, anh pha chân ngắn mà tháo xe ra chưa có xài á. Thì cái này xài có, cái này có chày thì em sẽ bỏ qua bên, em quay mẫu cho bà con thôi. Mấy cái kia nó không có chày. Nó anh pha chân ngắn ở trong xe tháo ra là cái gì nè. Cái chân rộng ngắn lắm, rộng 10 ly. Nó giá 220 ngàn, chưa có tiền ship nha. Cái đợt này cái giá đã hạ nhiệt xuống, ok lắm. Là 200 ngàn à. Đó, cộng thêm tiền ship bà con. 200 ngàn cặp kiến anh pha chân ngắn. Hai cây bán lần, hai cây bán lẻ không bán nha cô bác ha. Ở trong xe gã ra kiến chân ngắn thì chúng ta vô tất cả các dòng xe Việt Nam hết luôn. Từ chân nào 10 ly là từ tem lửa nó dài lên tới đề 22 là hết luôn. Nó vô được hết. Thì chúng ta ở trong hẻm á, thì chúng ta chạy alpha chân ngắn thì nó sẽ dễ lạng lách qua cua, qua khu dân cư với cua trong hẻm rồi thì ok hơn chân dài. Nó vậy thôi. Rồi đây là kiến gin. Thì cái độ chạy thì nó không bao giờ rung lắc ha, nó rất là êm. Đó. Ốc là ốc gin, kiến gin trong xe giải ra nha bà con ha, nhưng mà nó chưa có xài. Nói thẳng ra là em lấy ở trong Head Honda á. Rồi người ta lên kiến kiểu á, người ta bán cho khách hàng. Rồi dư cái này ra, rồi em bán cho cô bác vậy thôi. Nói chung là 100% là như vậy. Cho nên là kiến là chưa xài. Cái này em còn như mười mấy cặp á, mới nhập về á. 200 ngàn cặp kiến gin. Lên phu chờ 2, phu chờ neo, quanh pha lốc trắng, lốc đen, phu 1, phu 2. Dài tới 2022 lên được hết. Rồi phần đó cho qua nha cô bác ha. Phục phu chờ neo si hôm nay cũng về để phục vụ cho bà con. Thì có hàng lại rồi, không có đứt hàng, không vậy anh em hỏi hoài đó. Thì nó giờ đứt hàng bán cháy hàng luôn. Em ở đây em bán 870 ngàn. Đó. Thì phu chờ neo si.
Thì hàng chính hãng Honda có cái mã đàng hoàng ha, KVL đàng hoàng nha. Đất đài 2022 Fortune LC. Thì anh em vô Fortune Neo Kim GT FI rồi Fortune X luôn. Đó. Là cái hệ của nó là một hộp một ha. Một khuôn một chiều dài bằng nhau, khuôn một à. Full 2, full Neo, full X, một khuôn một. Rồi cô bác muốn gắn qua qua nhỏ anh pha lốc trắng, lốc đen 110 ZX anh pha cộng chiều dài bằng nhau. Có cái lỗ acro nhầm khi nhầm chiếc anh pha vô không phải đóng acro. Acro này acro lớn rồi hả? Acro lớn rồi, acro lớn rồi. Acro lớn rồi nó sẽ vô được hết. Chiều dài bằng nhau, rồi cái chiều dài của nó là 3.4 lọt lòng á, thì chúng ta có thể vô super, thí dụ anh em muốn chở đồ hay muốn tùy hỷ quên muốn làm gì qua làm, thì cái chiều dài của cây phuộc này là 3.4. Quên muốn gắn qua xe nào gắn. Đó, còn như rin thì những cái xe vừa rồi em đã đọc đó. Còn phục em bán là bao đúng hãng 100%, không có bao đúng đồ hãng 100%, không có nói loại 1, loại 2 dành cho cô bác yên tâm. Đồ Honda chính hãng Việt Nam 100%, không đúng 1 đền 10 cho cô bác. Nó vậy á. Nhớ nghe cô bác ha, cái này là phục Neo C của Việt Nam, không phải của Thái nha. Thái này thì chịu mấy không mà nó chưa có hàng, nó đặt rồi mà không có luôn. Đây là cái 3 ga mũi kim 125 thì em còn nhiều, còn có chục cái, em bán 450 1.000 một cái nha. Thì cô bác vô duy nhất được cái dòng xe ghim lùng 9899 gì đó, 99 á, ghim lùng 99 á, thì cô bác chỉ việc lấy cái acro, là cái ống chỉ á, ống chỉ nhỏ này nè, chỗ cái bắt bẩn, bắt cái mỏ dè trắng bùng ngoài trước á, hai bên bả dài nó có hai cái ống chỉ á, thì chúng ta gắn vô đây. Rồi vậy là chúng ta gắn vô ghim lùng 99 sử dụng thôi, đơn giản lắm. Rồi tiếp theo là đầu máy ghim 125. Ở đây còn em còn một bộ vỏ đầu ghim 125 dày, em bán 2.1 triệu, đời 2020, đầu máy ghim 125 ET ở Tân Đa, ghim chón bên trong có cam còi xúc bắp đó, ghim 125 nha, có cái mugi luôn đó. Phía trước là cam còi là chưa đụng chạm nha, có cái ống xi thì em bán 2.1 triệu, đầu rất là đẹp. Cửa rim 125 thì bà con muốn vô cái vô xe gì đó bà con vô, nói chung là tùy hãy quên, thì nó sẽ gắn như rim vô là quay ớt 125 á, cái mẫu quay ớt mà nó có đầu lòng ống hơi á, và cái này là nó gắn cái lỗ bình xăng con nha, là quay ớt 125 sẽ gắn như rim. Và em bán cái đầu này 2020 đẹp kem như vậy, em sẽ bán là 2.1 triệu, đó là 2020 ớt Tân Đa, bao kêu cam cò bao kêu. Rồi cái đầu này là 2022 thì em bán là đầu lòng ở Tân Đa đời 2022 nha. Ở đây là tháng 3 2022, cái phần trục bô 500, cái đầu lòng nó sẽ dính cái coi xi là 5 triệu, cái coi xăng là 200.000 đó, coi xăng hai con ốc này và cái miếng mỏng này là 200, cái phần trục bô là 500, cái coi xi và cái đầu lòng là 5 triệu, ở Tân Đa ghim đời 2022 của ghim 125 tháo trong xe ra. Lung lay hoài khó định vị quá. Nó ET tháng 3 2022 vậy, tháng 3 tháng 2 vậy đó, chỗ này nè. Tháng 3 tháng 2 vậy, 2022 trên 22 nó dưới này nè. Hết Tân Đa ghim chón nha cô bác ha. Bao kêu. Trong nó có dính nhớt, dính khói gì trong lên. Hết Tân Đa ghim. Rồi. Đề cao 22 nó sẽ xăm ở đây nè, xăm máy đây nè. Tháng 4 luôn hay giờ tháng 4 2022 luôn. Rồi cái phần đầu máy thì có báo giá của cô bác ha, cái coi xăng cô bác lấy á, hai con ốc với coi xăng với miếng fit miếng sắt này nè, 200.000, cái trục bô 500.000, đầu lòng 5 triệu. Rồi tiếp theo là em có 3 bộ nồi. Ghim 125 thì cái bộ nồi số 2, số 3 và số 4 đó, thì hôm nay không có cái cây quay nó hơi chao đảo quá. Bộ nồi ghim 125 đời 2022 em bán 3.6 triệu nha cô bác ha. Ở đây là ngày 4 tháng 2 2022, K37 của ghim 125 tháo xe đó, bán bao hú luôn, nồi em bán là không bao giờ hú. Và cái chuông, cái độ sập đó nè, hơi chưa có chuyện gì xảy ra cho cô bác ha, hơi chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Đó, cái lòng chuông dày gì nè. Đời 22 nó mới chưa có chạy bao nhiêu chứ. Chưa có chạy bao nhiêu, rất là dày. Đó, rồi cái bộ nồi này là cái bộ nồi số 2. Đây. Rất là hơi hơi nha. Rất là hơi hơi, chưa có duyên gì xảy ra hết. Bộ nồi số 2 thì em có vẽ cái số lên đây, đây số 2 đây, 3,6 đây ha. Xe lại coi. Đó, số 2 số quắc đây như con ngỗng này. 3,6. Bố là dày cui, sao hút cũng dày. Bố còn rất là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp gì. Rồi 3,2 nha cô bác nha. Ở lộn 3,6 nha, chưa tiền ship, phải cọc cho em mới ship mấy đồ lớn tiền nha. Rồi cái phần bộ nồi số 2 cho qua, và bộ nồi số 3. Bộ nồi số 3 là 3,6 cô bác ha. JK37 kim 125 tháo xe, sản xuất là ngày 31 tháng 3 2022, sản xuất ngày 31 tháng 3 2022. Đó, nồi bao gồm có đầy đủ nguyên bộ nồi về gáp là chạy đó. Thì bộ nồi kim 125 này cô bác đưa lên chiếc full quay ớt 125, quay gò 125, full chờ 2, full chờ neo, full chờ ít neo, FI vô được luôn nha cô bác ha. FI vô được luôn, FI 27, 28, 29 vô được luôn. Full chờ neo, full chờ ít, FI vô được luôn. Rồi cô bác chỉ việc là lấy cái phe tam giác này nè, cái phe tam giác đó, lấy cái phe ra rồi đưa cái phe phô chuột neo vô là lẫm lúa thôi, vậy là xuống tiền còn đòi gì nữa, không có làm gì nữa cho ăn cỏ là vô y gan ha. Rồi cái đó là thứ nhất. Thứ hai là phô chuột mập với phô chuột led là vô vừa y luôn, không thay phe nha. Rồi nói chung là dòng phô chuột 125 là vô được hết. Cái hàng này là chưa có tình yêu gì xảy ra cho anh em ha, chưa có chuyện gì xảy ra cho nha, chưa cộm luôn, chưa cộm luôn nha cô bác ha. Nó láng như bên ngoài nè, nó khô bên ngoài chút xíu, bên trong nó láng vậy luôn á, thấy không, rất là cọp keng nha. Số 3, 3,6 đó, bố dày cui vậy luôn nè, dày nè, thấy không, bố đẹp dày, rất là dày như luôn nè. Đó, nó chưa có gì xảy ra chứ. Thì cái này bán bao hú cho bà con luôn, hú tháo ra trả lại em trả đủ tiền cho bà con luôn, nó không có hú. Rồi nó dày nè. Rồi bộ này cọp nha bà con ha. Nè nhìn cái chuông này em giúp tay nè, không nhảy chuông, không cọp gì cho nha. Sáng em đi lên dưới lấy đầu chưa? Lấy bên trường chưa? Thôi. Còn bên tâm chắc này mới dài. Cũng mười giờ mấy, đợi chút xíu rồi quay phim xong điện tâm. Rồi bộ này số 4. Số 4 là sản xuất tháng 9 hay ngày 9 tháng 2 2022. Ngày 9 tháng 2022 cái đậu chày chùa này không ảnh hưởng gì cho nha bà con, hay cho người ta đợi cái bố lên nhận chuyển vậy thôi. Nè chưa có gì chăng nghe bà con ha, chuông giờ chưa có dừng, hơi à, chưa cảm chưa sập gì hết. Ở ngoài thì lắng lời phải không, ở trong đây này nó thu ở ngoài chút chứ nó có hơi đó, thấy không, độ sập quan trọng, độ sập chuông thôi chứ bố vậy là lậm mà nè, cái chuông nó gì nè, nghiêng qua nè cho bà con coi độ sập là chưa gì chăng ha, chưa phiết chưa sập chăng ha. Cái nồi nó hú hay không là do cái chuông á, khi mà chuông nó sọc nhiều là nó sẽ hú á, còn cái chuông chưa sọc là bao hú luôn. Bố rất là dày ha, bố dày mà ken sầu ăn vậy nè. Đó, vậy mà đã. Rồi tiếp theo là bộ lửa. Hai bộ lửa kim 125, nó có nhông đề luôn nha, nhông đề lớn nhỏ vậy đó, có đầy đủ. Hai bộ lửa, bộ 1,2 triệu. Giờ anh em vô phu 2 phu neo đã lắm nha. Đẹp ken sao ben vậy nè. Lửa đẹp ken nè, cái này là nhông đời nè ha. Chọn bộ lửa nè, qua lăng nè, 1,2 triệu rẻ gời. Dễ xài luôn. Nghe nói thấy ham quá. Hai bộ luôn nha các bác nha. Có khâu luôn nè, đầy đủ chưa nè. Đất đời 2021 đây. Đây là bộ số 1. Rất là đẹp nha, chiếu sáng. Bộ này hình như 22 hay gì nè. Qua lăng lửa này vô phu 2, nói chung là phu 2 với phu chờ neo mà sân cơ là vừa y gan. Còn mình vô phu mập với phu led mà FI là thua ha. Phu này FI cũng là thua luôn. Đẹp mấy này nó không có hư heo gì chứ, nó trong này tháo ra là đẹp căng không à. Nè đẹp ken, đủ bộ cho cô bác xài. Nghe quảng cáo thấy ham quá. Cái này 2021 nữa cô bác ha.
Rồi phun vô lửa, kim 125 tại 2021 đẹp keng. Bao xài cho các bác luôn. Lên phun 2 phun eo là rất là êm. Rồi phun phụ kiện đầy đủ. Chịu 2 anh bộ. Ở đây em còn mấy cái lồng kim 125 này ha, bán xả hàng luôn, bán sát luôn. Rồi em ở đây em còn một cái dên và ba cái lồng, hôm nay em bán xả banh xác lỗ tột quần nhỏ con luôn ha. Dên kim 125 em còn duy nhất một cây một thôi, đẹp vậy nè ha, nó có bị hơi tay mấy chỗ đốm 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 á nè. Anh em gắn vô phu hai phu neo và mua về em dọn, quan trọng bán cái giá rẻ cho anh em thợ về là suốt ha. Dên không, dên bao lỏng nha, có bật đạn bao lỏng nha, bao lỏng luôn, bao gơ bật đạn đó. Một cái dên kim 125 này đó thì này ấu nhất không về nè, lúc trước người ta gửi về nó bị cái hơi tay nè, mấy đốm đốm nè ha, nè mấy đốm đốm hơi tay nè, cái này nó chưa có nhiều, chưa có quan trọng gì hết. Bán cái dên này bán giá 2 triệu rẻ như cái linh luôn á. Một cây duy nhất nha các bác ha, một cây duy nhất, dên này còn cây duy nhất 2 triệu. Tại đấy hoài cũng giữ nhà thôi, không làm gì quá, không có mua dên bán nó chơi qua, thay loại này nó dơ quá chứ ha. Nhớt không à? Nhớt không à? Rồi dây thun một cái ấy vô nữa nè. Rồi quay cái này bỏ qua bên đi chút, chơi dây thun. Cái này một cái lồng kim 125 ít tăng đa đài 2021 nè, lúc trước có ghi số 21, còn là bộ 2021 nha. Ít tăng đa kim chón, cái độ khói là còn y thinh gì, không có rửa không chùi gì hết. Có tăng cam, lòng bích tông bạc nè, à, lòng bích tông kim 125 đây ha. Nên anh em vô phu 2, phu neo, phu ít sân cơ là vừa y gan nha. Bán lòng bao kêu luôn, quan trọng cái dên của chúng ta cứng gắn vô cái ắc này nè là nó sẽ không có kêu. Còn cái dên mà nó lỏng, anh em lấy cái dên này với cái lòng này đưa vô là bao kêu luôn đó, bao kêu luôn. Cái lòng này em bán xả luôn ha, lúc trước bán 2.6 triệu, còn một lòng duy nhất thôi. Bán cái lòng này là sau này không có lấy mấy cái lòng này bán nữa ha. Dơ quá à. Bán 2.4 triệu luôn ha, đời 2021 2.4 triệu. Bao rẻ luôn ha, cộng ship. Giá này bánh xác nè cô bác ha. À, bán cái kia cho sạch sân lé à, bây giờ chứ làm gì sao chịu nói nè, dơ gì nè. Cái lòng này 2018 mới tăng đa. Lòng 2018 mới tăng đa gin hết ha, 2.4 triệu nè. Thôi em giảm giá luôn nha. Hai triệu hai, bán lòng bao kêu luôn, bán lòng bao kêu luôn, ít tăng đa ghim chón, lòng ghim 125 đó. Quan trọng cái dên của chúng ta cứng đó, nếu cái dên này gắn như bộ lòng này là bao kêu kêu, trả lại em trả tiền lại các bác luôn đó. Lòng bích tông bạc tăng cam của ghim 125 vô những cái dòng xe Việt Nam là ok luôn nè. Đời 2018 cái tăng cam nè, có cục thun giảm nhiệt luôn nè ha. Đó, bên trong lòng đẹp vậy nè, cái tông đẹp nè. Rồi cái lòng 2018 này nó bay hết trơn, quá nhớt là nó bay hết trơn. 2.2 triệu, còn cái nữa là xong, là kết thúc clip này nha. Là 2018 đó nè, lúc trước có ghi 2018 lúc người ta tháo ra và cái nhớt viết không vô. 2018 là 2.4 triệu nè, xuống 2.2 triệu luôn ha. Chỗ nào nó cũng dính nhất 2.2 triệu luôn, là nói chung có hai cái không lộn đâu, có tăng cam nè, có thùng giảm nhiệt nè, bích trái bê tông đẹp gì luôn nè ha, trái bê tông đẹp gì nha các bác ha, bê tông bạc kim ở tăng đa không á. Cái độ sọc lòng gắt lết nè ha, nè độ sọc lòng gắt lết ra. Rồi 2.4 triệu xuống 2.2 triệu luôn, đời 2018. Rồi hai cái 2018 là 2.2 triệu đồng giá, còn một cái dên là hồi nãy 2 triệu luôn hả, cái dên 2 triệu luôn, còn cái lòng 2021 thì 2.6 triệu xuống 2.4 triệu đó. Ở cái này còn có mấy bộ này mới mất lực, không có lấy nào, quá trời dơ rồi.
Rồi cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi clip của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi quán nút đỏ tắt rồi.